Hải đâu có ra. Rồi Hải tỉnh nữa nè. Ê Dạ. Hải, ra đây. Ở đây là Hải tỉnh phải không? Huyện Đức Thọ tỉnh. Đức Thọ hả? Dạ, huyện Đức Thọ tỉnh. À, ở đây là huyện Đức Thọ, huyện Đức Thọ Hải tỉnh. Ai đó? Bố là ngày kia như Dạ. rồi. Chào mọi người. À, Không gắn biết cho gì thì nói không 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 có người cứu con người mà lên sao hãy nói đi mình để mình thì không sao không cần như vậy hãy nói mọi người nghe chào mọi người hôm nay lâu lắm rồi được về quê về nhà vợ đi chứ chỗ này ông bà là vợ của Hải mới giới thiệu sơ sơ cái người dân ở đây thì quá trời là thiếu gà là gà đấy à cách thôi khỏi nói là cả 500 mét vuông. Chào nhà. Chào nhà nha. Chào Nguyễn Đăng. À. Rồi à, đủ mọi người không biết là cái gỗ bông kê hồi nãy đổ chú không biết không? Gỗ bông kê nhà vừa làm bằng gỗ bông kê là bê tông. Hôm nay đối chú không biết rồi. Đang nghe. Cái đó họ đang. Đó. Thì tối qua nay thì dạ, chào chú Nhan rồi. Chào đi thử. Hôm nay về quê Hà Tĩnh quá ơi. Đó. Dạ. Xui quá. Xui quá ở cái chỗ là trời mưa hả? Trời mưa. Không trời mưa có thú trời mưa. Đúng không? Trời nhắc chưa. Có con bé keo. Trời nhắc chưa ta mình nói cả đi nghe. À ai vậy hả? Ừ. À hả? Đó là gì vừa ê tôi nói cho mày nghe nè ở Mỹ tuyên truyền như thế nào mà con về con ở Mỹ về đây con lên đường Mỹ về ăn luôn cái hộp thầu lao đó là thức ăn thằng Mỹ ra ủa không nghĩa gì về Việt Nam à lại con lấy gì ăn gà gà đây là gà chạy bộ ở nhà nuôi làm thịt ra đến nỗi mà không lấy lửa gắt được mà vợ mẹ nó thôi bố lấy tay rồi xé ra hồ ăn trời ơi nó cứng lắm nó dài lắm dạ đi bộ dạ đi bộ chơi viên hay là tắt nữa tao lên chơi viên đắp pin ê Hải rồi sao chi xếp tao bị lên chơi viên chút xíu rồi tao đắp pin dành mà gần đường đẹp nó cứ tử từ hoài nó cứ giúp người ta chưa dựng lên nữa đường đẹp mà nhưng mà đợt này vô đây muốn gì mới vừa đây nó bị đây không kịp đâu à, thì qua làm đi qua tết đi à thì cũng giới thiệu cho mọi người về cái cảnh quan với lại cái cuộc sống của người dân vùng cao ở nhà mày ở đó là gì nhà con Hương Khê Hà Tĩnh à hôm qua nay là ở Hương Khê Hà Tĩnh bây giờ mới lại gì Đức Thọ Hà Tĩnh bây giờ mới là Đức Thọ Hà Tĩnh tại vì ta không phải là người trong ở đây người ta không có nhớ tên đúng rồi cách thành phố Vinh 40 km từ đây ra thành phố Vinh 40 cây 40 cây rồi ok từ đây vào thành phố Hà Tĩnh 60 cây thì Đức Thọ giáp với huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đúng rồi là đó. Con chung một dòng sông La dòng sông Lam Hà Tĩnh thì Nghệ An cách nhau dòng sông La đúng sông Lam thì nó có những cái mình sẽ hiểu như vậy một cái gì là những người dân ở trên miền núi thì nhà nước rất là ưu ái và lo từ A tới Z từ những cái đập mà đưa nước về thủy lợi đưa về tưới tiêu cho người dân rồi làm những công trình vậy là mình thấy là vĩ đại coi như là thực sự là các nghìn tỷ những con đường bê tông hóa từ nông thôn từ núi là người dân ở nước quê nó sung sướng vô cùng nói chung là không có thứ ba không biết không có con không thế thế thôi luôn bị một cái gì cả chỉ có làm mà ăn thôi con đi châu Âu đó con đi các nước á à. Thì người ta nói là Việt Nam này á không bằng cao đất nước cao là người dân tới đâu thì làm đường tới đó con nói với ông Tây á nói tiếng Anh mà nói Việt Nam tao còn hơn cả tụi mày á Việt Nam tao á nơi nào có người dân thì nơi đó không vừa có công trình thủy lợi để có tới đó để tưới tiêu để trồng trọt để nuôi trồng nói chung là Việt Nam tao là đi đâu cũng không mương bán mương nước đập nước rồi. Từ đây thì có đường để nói đâu luôn còn từ tao là gì nếu mà cấm dẫn không được tụi bay làm gì thì trong mấy năm thì mình chết đói tại vì tụi bay lấy ô tô tụi ăn rồi không đâu. À,
nhưng mà ở đây cấm giải quyết như là mà có thật, không có ai như thường thì nên đó đâu có những hệ thống tưới tiêu hiện đại của mình đâu, của mình như đó hãy có biết cái câu ca dao là nó qua đồn Đức Thọ không à, nó ba đồn con trồn Đức Thọ, nó qua đồn con trồn Đức Thọ à, cái trồn Đức Thọ à, cái trồn Đức Thọ. Ủa thằng Lý Hữu Ngàn là biết người ta. Ừ, có rồi chú nha, sống thì làm khách đế vương, chết thì làm con nhà cao vương Đức Thọ, chú hiểu câu đó đó không? Ừ. Ok, thầy ai muốn lên chơi không? Ở nhà lên chơi vậy cầu đi lên để máy nghe nha, tao để máy nghe nha. Quê chú ạ, là nói chung quê hương thì ở vùng nông thôn Việt Nam tất cả cả nước, chứ không phải là ở đây. Ừ. Tức là hầu như người dân sống ở đây phải chi phí hai thứ. Ừ. Đó là tiền internet, mỗi nhà này đặt wifi internet khoảng 150.000. Ừ. Đây tiền internet trong nhà mình một tháng bao nhiêu vậy? Một tháng mình đóng tiền internet bao nhiêu tiền? Một năm bao nhiêu? À là cả là cái nguyên nhân cả ấy không? Chính là như vậy là cái tiền internet và truyền hình là một năm 12 tháng triệu chín, lấy triệu chín chia cho 12 tháng là một tháng cho một năm cho 2 tháng tức là 14 tháng, một triệu chín chia 14 tháng, một triệu chín chia 14 tháng là tính ra một tháng có 12.000 à, kinh khủng à, trời trời, thoải ra thoải ra luôn, một tháng 12.000 là thả ra luôn, chơi thả ra luôn. À, thầy lên người chơi với chị tao ơi, thầy nghe nghĩa cái la lớn quá nha, thầy vừa vừa hãy thải lên nha dạ. Thầy để mấy, nha, thầy để cầu đi, anh đưa lên, tao không biết ai. Ok. Mỗi tháng là chi phí là tiền là internet, mỗi năm á, là 14 tháng đến 19 tiền internet. À. Và tiền ngoài wifi, hai ngày ra. Còn tiền điện tiêu dùng này thì chắc có lẽ nhà bố mẹ đây còn xài 3-4 tháng phí, cỡ 300 ngàn là không à. Thực sự nó quá rẻ, nó quá rẻ cái mức độ đó là không tưởng luôn, mà trong khi đó ở đây người ta làm ăn, người ta làm chủ yếu người ta làm rừng hoặc người ta làm trồng rừng, người ta làm ruộng, người ta làm lúa, người ta xây dựng cái chúng mình làm bữa cho họ là trồng nuôi đủ thứ, trồng nuôi bò rồi đủ thứ, là họ mà bò lên nuôi nuôi trang trại đấy, trong cái nuôi coi con đâu nói chung là rồi nuôi gà rồi ta nói chung là rất là nhiều thằng người kiếm chuyện ở đây mà chẳng bây giờ biết cái thế là cái gì cả, chỉ có ông tiền điện với cái tiền đó thôi, rồi còn như thoại là không có kiếm con ăn được rồi, nhưng không biết đất mẹ cái đồ sống ăn đời lặng con mẹ gì khỏi vậy. Bây giờ chính sách là nông lâm thủy sản tất cả mọi thứ về nông nghiệp là miễn thuế. Yeah. Là miễn thuế bao nhiêu chính sách 3 năm nha, 3 năm biết thượng thượng hết dễ cầu lên cho nói chuyện chút coi. Dạ, hôm nay mưa nước nước lắm rồi, bây giờ mưa thấy cả luôn nha, lúc vậy lại đang mưa rồi, trời ơi tao không đi chơi đúng là làm sao bị hố, có nghĩa là cái chuyện kia người ta mày tao biết gì tao nói mày rồi, thứ nhất đi thăm là quê của mắt rồi, rồi thứ hai để đi thăm cái chỗ mà người mà đã ba đồng lập rồi, nhưng mà nó mưa chỗ này thì đâu có ai chơi đi. Cái khó đó em. Đây, anh bò đỉnh thôi. Thì chuyện nhất, gửi đi cầu lên nó dắt tao chút xíu coi. Trời mưa to lắm các em. Trời mưa to lắm của nhà đây. Mưa dữ lắm. Đây là, đang mưa cho tụi con. Mưa đánh rồi, đánh rồi, đánh nước luôn. Mưa, đang mưa ị xè, có mưa không? Mưa, đó, mưa. Mưa trắng trời luôn. Ok, ai muốn lên chơi chơi nói chuyện hỏi thăm hay gì cứ việc chơi gửi cầu luôn rồi mời lên. Mình nghe rõ. Không phải.
Tại vì cái gì phải ai đi không đi thay đi tiếp rồi hả? Hả? Ừ. Anh gửi yêu cầu, anh gửi yêu cầu đi lên để nó ngon anh hả? Rồi. Hóa thạch như là dầu than đá, thế này, cho nên là nhà nước đã tính được xa rồi.
xây dựng những cánh đồng lớn, những hệ thống buôn bán đập thủy lợi vững chắc để cái đời đời con cháu vẫn là làm ăn thoải mái được. Đầu tư một lần thôi để lần từ nay kể về sau là đất nước này là dồn lực vào phát triển công nghiệp. Hello, thôi không có gì cả, mình không có gì gọi là công chuyện gì lớn lao mình lên để tường trình cái buổi đi du lịch của mình chơi thôi, lên rồi về mưa nhiều quá thôi. Thế thì vậy thôi, không có gì cả, không có chuyện gì quan trọng. Mình chỉ nói vấn đề là một cái đường quê vùng núi của Việt Nam, nói chung là một chỗ Nghệ An, thành phố Vinh, cái chỗ ở chỗ này là mình chơi vùng quê nghèo đói ngày xưa, mà bây giờ nó đã phát triển đến như vậy, chỉ có như vậy thôi à. Vậy thôi, mình bye bye mọi người nha.